Trong dự thảo sửa đổi bổ sung quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến, Bộ dự kiến miễn thi và tính điểm 10 môn ngoại ngữ tốt nghiệp trung học phổ thông nếu thí sinh có chứng chỉ TOEIC hay VSTEP bên cạnh IELTS 4.0 như những năm trước. Điểm mới này nhận về nhiều ý kiến tranh luận, bên cạnh sự đồng tình ủng hộ cũng có nhiều ý kiến lo ngại. Em nghĩ là việc thêm các cái chứng chỉ mới thì nó cũng hợp lý, tại vì là chứng chỉ đấy thì nó cũng thể hiện một cái quá trình dài ôn tập, chứ nó không phải là một bài kiểm tra mà nó mang tính may rủi. Về cái độ chính xác thì em thấy kiểu giống như là trong mấy cái nhóm trên Facebook, mấy cái nhóm kín trên Facebook thì người ta có cái vụ leak đề và khoảng tầm một cái đề khoảng tầm 20 triệu, 30 triệu. Thì khi mà có những cái đề bị lan ra như thế thì cũng không công bằng với những người thi lắm. Khoảng 5 năm gần đây, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được ưa chuộng trong tuyển sinh. Hiện các chứng chỉ này đang được dùng chủ yếu trong xét miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học. Việc dự kiến thêm nhiều chứng chỉ miễn thi tốt nghiệp tiếng Anh khiến nhiều người lo ngại học sinh đổ xô đi học chứng chỉ. Và chuyên gia giáo dục đã nêu quan điểm về vấn đề này. Đối với cái phong trào học tiếng Anh ấy, nên khuyến khích cái việc sử dụng tiếng Anh đối với học sinh là rất đúng. Nhưng để mà để khuyến khích học để thi chứng chỉ thì lại không nên. Vì như mình nói, tức là cái chứng chỉ nó chỉ dành trong 2 năm thôi. Nếu mà học từ sớm ý, thì cũng không thể giải quyết gì cả. Với quy định IELTS 4.0 hoặc TOEFL ITP 450, TOEFL IBT 45 điểm được miễn bài thi ngoại ngữ, hàng năm có hàng chục nghìn thí sinh thuộc diện này. Như kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, có gần 46.700 thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ, chiếm 4,5% tổng số thí sinh.